Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay hai đứa em ăn khuya cả nhà ơi, em với bà xã em. Giờ mời cả nhà cùng ăn khuya cùng hai đứa em nha. Hai đứa thì chỉ ăn một gói mì với một cây xúc xích với đây là giá. Như đó thôi. Ngày nay là mì trộn Rồi. của Thái. Hello cả Hello. nhà. Mì trộn của Thái, để gỡ ra coi gói mì có cái gì nha. Trong lúc đợi nước sôi nè. Ok, Mì để trộn. coi, để coi. Mì trắng dữ Mì ta. trắng quá ha, chắc chiên dầu Mì vừa chiên mới. vừa mới á. Nè, rồi, lần đầu tiên ăn luôn, không biết cái này là gì. Gói này là gói gì, nó không để tên luôn. Có. Cái gì? Gói rau củ hay gì nè. Bum bu. Bum bu là cái gì? Bum bu, không biết. Này chắc tương ớt quá. Tương ớt, tương đen, Đen này sa là tế. tế. Để coi nó chỉ mình làm sao. Trời đất ơi, hướng dẫn sử dụng nè. Cho gói mì vào trong nồi chứa khoảng 400 nước đang nấu, đun sôi 3 phút. Cho gói gia vị vào đĩa sau khi mì đang được nấu. Vớt mì ra để thật ráo, cho mì vào đĩa gia vị và trộn đều là có thể dùng được. Vậy giờ mình trụng mì trước, rồi mình cho gia vị vô, mình trộn lên. Là em đang nấu nước Đà Nẵng kìa. Từ từ, chút nó đang sôi. Ok. Để giá vô trụng chung luôn ha. Đúng rồi, chung luôn đi. Cái này em rửa rồi. Nhớ làm đậu xanh. Xanh chứ. Nhiều giá chút hay sao? Hết đi ha. Hết luôn đi, để trường chi. Tôi rồi đây. Nước sôi cả nhà. Mình đổ nước vô. Để mặt giá luôn. Nắp lại. Trời, hồng giá hả? Đây, giờ mình coi mì ra như thế nào nha. Chưa có nở lắm. Chưa nở lắm. Cứng. Mì này chắc bộ để lên nồi đun á. Nồi đun như mấy mì Hàn Quốc đó hả? Đúng rồi. Em nghĩ không cần đâu. Chứ sao? Sao? Tại mì này cũng giống ấy à. Nó hơi lâu chút, mình đậy nắp rồi lại kỹ chút. Phải không? Chiếu sợi mì này sẽ nó trắng giống như sợi mì Hàn Quốc luôn. Mình đậy nắp một chút rồi nó coi sao ha. Rồi, giờ trong lúc đợi mì chín mình sẽ cắt cái xúc xích này ra ngoài. Đeo chút bỏ vô mì ăn. Xúc xích này là vị bò. Khó gỡ dữ à. Chứ rất tuyệt vời quá chứ. Dạ, cây loại bự mà. Cắt vậy nha. Cái sao cũng được. Đây đây. Nhưng mà xúc xích này không có ngon bằng xúc xích Đức này. Vì sao? Xúc xích mà thứ mình hay chiên ăn á ngon xúc hơn. xích Đức này, xúc xích chiên, xúc xích này sỏi gần chiên. Đúng rồi, nhưng mà xúc xích Đức ăn vị ngon hơn. Nhưng mà mất công chiên. Này thì ăn liền luôn, này xúc xích ăn liền mà. Đó. Rồi, chứ mình sẽ bỏ vô mì ăn cho ngon. Rồi, giờ mình sẽ chắc cái phần nước này mình bỏ để mình thay nước mới vô nha cả nhà. Một lần nước thì nó không có đủ để nó mềm với sợi mì. Chắc sơ sơ thôi cũng được. Chút mình sẽ cho nước nóng vô rồi mình chắc ra lại lần nữa. Đây là cái lần nước thứ hai nè cả nhà, là tụi em mới châm vô đó, tại vì lần nước thứ nhất là nó không có đủ mềm. Lần nước Anh là cái mì trộn mày đau quá trời quá đất. Không có như mì Thảo Hảo đâu. Mì Thảo Hảo ăn lẹ lắm. Dạo qua ăn trời, đồ Thái nè. muốn ăn mì ngon phải chịu thôi. Thử thử coi. Dạ. Dạ. Anh thử miếng này anh đây. Hai em thử lại Anh thấy cũng được được rồi đó. cũng mềm mềm chưa, Mềm mềm rồi đó. mềm mềm rồi thì chắc nước ra mình ăn thôi, mình trộn thôi. Để đảo lên cái đã. Ok, Lại thì trộn nhát gói lắm. mình trộn nước có dưới ta. Đồ Thái đó, chứ không phải đồ Việt Nam đâu. Việt Nam là ăn lẹ rồi. Rồi bây giờ mình chắc nước lần hai cả nhà.
Chắc cái này luôn cho nó ráo nước. Mình trộn luôn á. Cái này mình trộn luôn. Mà công nhận cái mì này biết sao cả nhà, em mới thử một cọng là phải mình để trên bếp á, mình vừa nấu nước sôi á. Giống như mì Hàn Quốc vậy. Mình trụng á. Ừ. Giống như mấy đợt mình ăn mì Hàn Quốc vậy. Không biết gì nó có ngon không chứ cái con mì này thấy hơi bị bủng rồi. Hơi bị bủng à? Ừ. Bủng hay là sao? Ừ, nó nhão nhão quá. Hay mình để nước lâu quá, nước mình không đủ nóng. Ừ. Mình để lâu quá cọng mì nó nở ra. Ừ. Cho nên là nó bị bủng. Rồi giờ thấy chưa nghe. Tiến hành trộn trộn mì. Giờ mình khám phá cái gia vị nha. Nó dí tiếng 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 tay không à. Đây. À, đây là gói hành khô. Hành khô. Ừ, hành khô nè, hành hành phi, hành khô á, ổi khô gì đó. Để coi gói này có gì nha. Ghê, năm bịch như vậy luôn. Ây da. Gói này gói bột. Gói bột gia vị của nó. Bột nêm. Cứng như ta. Lâu quá giờ. Để con hãy sử dụng không? Mua siêu thị à. Siêu thị cúp mắt à. Còn. Tới 2020 lận. Rồi, bây giờ là bỏ cái màu đỏ vô. Xót. Tương, tương cà quá. Ủa, tương ớt quá. Tương ớt. Rồi, tương đen. Là mấy gói gia vị này không để gời ha, để chung nó dính quá à. Dính nhiều lắm. Nó khỏi mất công mà lắm. Tương đen hả ta? Ta thấy nó kỳ kỳ nha. Không biết nha. Rồi, mình coi xé được không? Thế được luôn. Ừ, dầu mỡ nè. Rửa tay cái mới được. Ừ. Rửa tay rồi mới lại trộn được. Rồi, rửa tay đi. Rồi, mình lên rửa tay cái. Tay dục giá cái. Cái mùi thơm của hạt nêm. Thơm hạt nêm ạ. Ừ. Rồi. Rồi giờ mình bỏ xúc xích vô mình trộn chung luôn nha cả nhà. Bỏ đại luôn ha. Ừ. Đó. Rồi bây giờ mình trộn lên thôi. Sao thấy sốt nó chả ít quá hay gì á. Đúng rồi. Không ấm lắm. Rồi, cục này cục bột nêm nè. Cục nó quýnh nè. Sao quýnh được? Ừ. Từ từ trộn vài lần nó cũng đều thôi. Mà sốt này chắc ít quá à. Cái tương á. Ừ. Đi biết sao tại mình bỏ giá vô anh. Nó độn mì rồi lên ha. Yeah. Em thấy vậy á, bỏ rau vô nó độn mì lên. Thêm miếng tương ớt không? Có không? Có luôn. Thêm miếng đi. Ừ, từ từ, em chọn lên điều cái. Chưa điều lắm. Rồi, chấm đây, chồng chọn ăn chút đi. Ok. Rồi. Đây là chai tương ớt Jinju. Vì lý do kỹ thuật nó không đều lắm nên mình phải thêm miếng tương ớt vô. Ít thôi nha. Ừ, nhiều lắm, cay á. Trộn lại. Mì em thấy cũng hơi bủng thiệt anh. Mình mới bắt trên cái bếp ấy thì ngon ha. Ừ. Tại vì em biết sao. Anh ăn hủ tiếu đúng không? Ừ. Hủ tiếu em để vô nước sôi á, nước trụng á mà nó rồi nó sôi á, em trụng cái cộng hủ tiếu nó không bị đổ lòng. Ừ. Còn nếu không mà nước ấy nó đổ lòng phải không? Ừ, nó bung nó ăn cộng hủ tiếu nó nhẹ nhẹ à. Ừ. Nó không có ngon. Trời, mì thì chắc anh nghĩ cũng vậy á. Dạ, tại mì này còn mì nó dai quá, nó lâu ấy á, nó lâu mềm, một nước thì không được. Ừ. Rồi, giờ thưởng thức thôi. Rồi, lên thưởng thức thôi cả nhà. Rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn mì cùng hai đứa em nha. Để em chọn cái nữa, để cho nó khô rồi. Ok. Rồi, hơi khô rồi nha. Hơi khô rồi, nó mau gút quá. Ừ, rồi, ăn đũa đi, em ăn nĩa. Ồ, trời. Giờ mình ăn một miếng mì với miếng giá trước thử coi sao. Đây, mời cả nhà nha. Cả nhà. Ok.
Làm sao? Không thấy làm sao? Ừ, cũng được. Nhưng mà bây giờ nó hơi lạc chút. Ừ. Ừ. Hay là chút. Ăn một miếng xúc xích đi. Giờ mình ăn một miếng xúc xích. Ăn quấn vô miếng mì. Làm sao? Thôi tự nhiên hồi Thanh ăn trong hồi Thanh im lặng quá vậy. Chưa biết cái cảm giác nó ra sao nữa. Đâu em ăn là thử rồi. Em cảm nhận nữa, anh chưa cảm nhận ra được nữa. Nó cho anh nghĩ là có lý do đó không? Ừ. Thơm. Cay, nhưng mà nó hơi lạ. Ăn với chút xíu nó sẽ rất là vừa ăn. Ăn mang lại nữa rồi. Ừ. Rồi. Có cái cay nào. Ừ. Mì này thì nó cũng nói chung có giá ăn chung á, nó đạo. Cũng không bị bụng lắm. Ừ. Mà nhiên nó bụng rồi đó, ăn nhiên thì nó hơi bụng, em thấy vậy á. Có giá ăn mà nó giòn giòn. Ừ. Ăn cục chút xích đi. Mà mình cái mùi vị mì này nó hơi lạ lạ. Ừ. Cái mùi á, cái mùi nó lạ lạ lắm. Ừ. Nhưng mà em nghĩ là mì này nếu là phải thêm một chút sốt nữa nó sẽ vừa ăn hơn. Dính nè. Ăn với cái gì đó mẹ. Rồi thêm một điểm nữa coi. Ăn mì này mà ăn chung với xúc xích này thì đúng rồi đó. Ừ. Tại vì xúc xích nó có vị mặn. Đúng rồi. Ừ. Nó thơm của cái tỏi phi á. Cái tỏi phi là nó thơm thơm. Ừ. Nhưng mà đợt sau mà nếu vừa có ăn mì này nữa thì mình sẽ trộn với nước sôi. Ừ. Không có bắt nước sôi đổ vô nữa. Ừ. Để trên nồi trộn luôn. Đúng rồi. Cũng như trộn mì Hàn Quốc rồi á. Ừ. Đúng rồi, xúc xích nó mặn thiệt ha. Ừ. Đúng bài rồi. Cái thích ăn với này là vừa luôn á. Vừa ngon luôn đó nha. Rồi. Chế xuống. Một đũa nữa thế nào. Đó. Mà cái nhà anh cuốn này như mì spaghetti á. Ăn mì Ý đó. Phải không? Ừ, ăn mì Ý là cuốn vậy nè. Chứ coi phim Tài Hiên á, thấy Tài Hiên cuốn rồi vậy nè. Cái đút cái mì vô. Mà mình là cay. Chứ không nó cay. Cay là biết gì không? Từ ớt hả? Do tương ớt mà. Phải không? Ừ, phải không đoạn nghĩ vậy. Chứ em thấy nó cũng hậu cay lắm ạ. Hơi cay hả? Ừ. Không bằng mì Hàn Quốc. Hàn Quốc cay dữ nữa. Nhưng mà cái độ ngon này không bằng mì Hàn Quốc nữa. Không phải mì Hàn Quốc. Mì siêu cay của Việt Nam mình. Mì siêu cay là của Việt Nam. Ừ. Nó bắt chước Hàn Quốc á. Ừ. Mì đó. Mì đó ngon hơn. Tắt hơn mà. Mà có điều nó cay quá. Cay quá. Ăn không nổi. Ý là ổng bỏ bịch bột ớt ở nhà mà nó vẫn còn cay vậy á. Vô. Đi. Ăn quấn rồi như miếng nào. Vậy hả? Trời. Dữ trời, dữ trời, hút vô trời. Nó dằn. Nó dằn cái gì kìa. Đúng rồi. Không phải. Cái này thơm hơn. Tỏi, tỏi phi. Ừ. Tỏi sấy khô. Ừ. Ăn chút chích đi. Tàu quấn là gọn không? Cái mở miệng ra. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông ơi trời. Hai đứa ăn quá là vừa à. Ừ, tại vì mình ăn đêm á, cái nhà ăn nhiều quá dễ mập lắm. Đang đừng có đang nhắm con nó dữ đây luôn á. Đang mà cái gì? Đang nhắm eo gì á. Nhắm con không ơi. Anh trời ơi. Nhắm nữa thôi. Đi kế mấy con tép không biết ai tép hơn á. Vậy mà làm khô cũng được nữa.
Mì này nó ít hơn mì siêu cay nữa. Cái gói này nhỏ hơn. Đúng rồi. Mì này của Thái Lan. Thái chi vậy đó, vợ chồng chưa gặp rồi lắm cái này. Ai dành ăn ai chưa đó. Ngày cũng bên như vậy. Ai dành ăn ai chưa. Không biết gì đó. Vợ chồng mới vậy á, chứ ngoài dành lắm. Cái này thơm nè. Thơm á. Ừ. Nó phi thơm đó. Nó sấy khô luôn á. Ừ. Thật là công phu. Mà em thấy lần đầu tiên có gói mì là có gói vậy thôi, chứ mấy mì kia đâu có gói vậy. Mấy mì kia có gói hành lá à. Ừ. Dữ vậy ta, dữ vậy. Dữ dằn thế. Rồi. Chặt cái nhà ơi. Nó ăn chặt cái nhà ơi. Lên nha từ từ. Ủa, nó tới ăn chặt cái nhà hả? Ừ. Nó ăn chặt cái nhà đi. Nó lấy mọi cái nhà ăn rồi. Ừ. Rồi, đến đây thì em xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi hết clip. Xin mến chào, hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.